Chào các bác. Hôm nay Phương Đông Auto lại nhận được một chiếc xe Santa Fe 2015 nâng cấp một hệ thống cam 360 DCT chính hãng tại Việt Nam. Vâng. Dòng cam này thì bên em lắp đặt cũng khá là nhiều rồi. Và cũng các bạn kỹ thuật cũng thi công rất là nhiều và trên rất là nhiều các dòng xe khác nhau. Thì hôm nay em có giới thiệu về cái dòng cam DCT này, cái bản này là bản 1T Pro. Giới thiệu về cách lắp đặt cho những người đang tham khảo về dòng cam này, để các vị trí lắp đặt như thế nào, làm thế nào để có một cái vị trí lắp đặt chuẩn nhất, để khi mà hình ảnh lên trên cam một cách chuẩn xác nhất. Với đội ngũ kỹ thuật của bên em, tay nghề rất là cao, lắp đặt rất là nhiều các dòng cam DCT tại thị trường Việt Nam và rất là nhiều dòng xe khác nhau. Thì đây là cái mắt cam sau. Mắt cam sau mình sẽ lắp đúng vào vị trí zin của xe. Vị trí zin này. Đây là cam sau của xe này. Và mình sẽ thay thế bằng cái cam cùng của DCT vào. Với cái mắt cam góc rộng hơn, quan sát được nhiều hơn. Để các bác được quan sát ở phần góc đít nó rất là nhiều. Từ góc 170 độ quan sát hết các phần góc bên sườn bên này và phần góc sườn bên kia. Đây là mắt cam trước này. Mắt cam trước đây là cái dưỡng cam zin. Lắp vào vị trí logo như này. Lắp vào đây là vị trí logo. Thì cái mắt cam này được thiết kế nó có hình tròn. Hình tròn như này. Ấn vào cái phần logo. Sau bắt đầu mình cho vào logo. Thứ nhất là đạt được cái độ góc nghiêng 45 độ. Tính từ mặt đất lên một góc nghiêng 45 độ. Thứ hai là nó sẽ tạo được cái điểm mà không bị che khuất. Nó không bị che cái phần mặt này. Đấy. Là mình không nhìn thấy điểm ở trong này mà sẽ nhìn thấy xa ngoài ra. Thì điểm ảnh nó sẽ là chuẩn nhất. Mời các bác cùng theo dõi để lắp đặt cam sườn. Đây là một kỹ thuật viên đang lắp đặt cam sườn ở hai tay gương. Các bạn đang tháo ra các vị trí, ví dụ như là mặt gương này. Đây là một chiếc gương này. Thì mình sẽ tháo cái phần mặt gương ra. Mặt gương mình tháo ra này. Ốp gương. Phần ốp đằng sau này. Mình sẽ tháo phần ốp gương ra. Và các vị trí khoan. Khoan mình sẽ khoan vào vị trí ở đây. Trên thực tế trên cái gương này rất là mỏng, phẳng rồi. Tức là mình tìm cái điểm phẳng nhất rồi. Thì mình sẽ khoan là các vị trí như phẳng như này. Đó. Tìm điểm khoan và cái khoảng cách giữa cái gương này và gương kia nó phải đều nhau. Thì khi mà lên hình ảnh nó mới chuẩn được. Vâng, đây là các bạn kỹ thuật viên đang bắt đầu chuẩn bị thi công là khoan cái mắt cam. Thì mình sẽ sử dụng một cái thước kẹp như này. Mình sẽ đo cái khoảng cách của cái điểm mà mình cần khoan. Đấy, nó là điểm nào. Và mình sẽ đo khoảng cách cả bên này bằng đúng điểm như thế. Đấy, để hai điểm nó cùng chung là một. Thì bắt đầu các bạn đi khoan. Chứ không thể là bo viên được. Bo viên thì áng chừng bằng mắt nó không chụp chuẩn đâu các bạn ạ. Thì xác định là điểm khoan rồi thì bắt đầu mình khoan. Khoan. Đây là cái điểm khoan mà đã đánh dấu sẵn rồi. Chỉ việc khoan thôi. Khi mà khoan cái lỗ xong rồi ấy, bắt đầu mình sẽ bắt cái mắt cam vào. Thì trên cái mắt cam này nó có ốc này. Có ốc này, ốc để xoáy. Mình sẽ bắt vào trong này. Xoáy. Đó. Ở đây là cái mắt cam của nó khi hoàn thiện. Nó rất là mỏng và gần như là nhìn như cam zin luôn. Quá mỏng luôn. Đây là kỹ thuật viên bên em đi dây. Thì đi dây mình sẽ sử dụng dây thiết như này và đi luồn theo cái hệ thống dây của nó. Đi vòng vào đây. Đi vòng ra đây. Trên con Santa Fe này nó có cái lỗ chờ này. Đi qua là mình phải sử dụng những cái ống gen như này. Ống gen này đảm bảo được cái dây của mình nó không bị kẹt. Bị kẹt dây. Đấy, đây là về kỹ thuật đi dây và đi vào trong khoang máy. Đi trong khoang như này. Đây là dây của nó và bắt đầu đi lên mạng. Vâng, sau quá trình 1:30 khi mà đã lắp đặt xong thì công đoạn quan trọng nhất chính là căn chỉnh lại hệ thống cam.
hệ thống cam căn chỉnh bằng sử dụng một loại bạt rất là riêng biệt, đó chính là những cái ô vuông như này, trắng đen. À, trên này tôi có tất cả khoảng 360 cái ô vuông, và kích thước của mỗi ô vuông này là 30x30 vuông để căn chỉnh cái hiệu chỉnh cái mắt cam này. Hệ thống cam DCT được căn chỉnh hoàn toàn tự động, khác với rất nhiều các dòng cam khác trên thị trường là căn chỉnh bằng tay nên độ chuẩn xác không được cao. Còn DCT căn chỉnh tự động nên cái mức độ hoàn thiện ghép mắt cam trước và mắt cam sau, mắt cam trước và mắt mắt sườn và mắt cam trước nó được hoàn thiện cách rất là nhiều, và các phần ô vuông này nó sẽ thể hiện được ngay trên cái màn hình kia. Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là phần căn chỉnh thể hiện của bốn góc cam trước, sau và hai bên sườn. Thì bây giờ bên mình đây là quá trình căn chỉnh này. Ấn OK. À, hoàn toàn tự động, mình sẽ không can thiệp gì và nhiều về cái hệ thống lúc đang căn như này. Bởi vì khi mình đã lắp đặt chuẩn rồi thì mình căn rất là dễ. Hệ thống sẽ tự ghép mắt. Đó, như này là đã hoàn chỉnh. Order mình lưu trữ. Và bắt đầu sau kiểm tra. Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây là cái ghép mắt cam. Nó rất là chuẩn, cái ô vuông vuông nét với nhau. Vuông. Gần như là không có góc khuất. Vì đây là bản 1T. Bản 1T thì nó có một số chức năng chính thôi. Ghi hành trình khi di chuyển. Và nó sẽ hiện cam khóa cướp màn hình bằng sử dụng cần gạt xi nhan thôi. Hoặc tắt đi là để khi mà xi nhan ở tốc độ nào nó cũng lên. Bản 1T thì nó là thế. Còn những cái bản cao cấp hơn thì mình có thể ngắt đi được. Tiếp theo là phần cài đặt hệ thống. Ví dụ như toàn cảnh ngoài xe, các phần độ trễ hiển thị và cài đặt khởi động mặt màn hình. Những cái này hiển thị là khi mà bật cam lên nó hiển thị trong vòng 10 giây nó tự động nó ngắt. Và khi khởi động màn hình thì trong vòng 20 giây tự động ngắt đi. Chế độ xi nhan thì nhìn bánh trước. Chế độ tam giác đỏ là nhìn hai bên sườn. Và chế độ cam lùi nhìn cam 360 và bánh sau. Đây là hình ảnh của cam sườn bên phải này. Hình ảnh của cam sườn bên trái góc rất là rộng luôn, rất là cao, nhìn rất là xa này. Xa rất là xa luôn. Và hình mô phỏng rất là chuẩn xác. Đây là cam trước này. Cam lùi này. Kèm theo đó là hệ thống đánh lái theo xe. Đánh lái theo xe. Nhìn hai bên sườn này. Đây là khi ở chế độ lùi, mình sẽ nhìn thấy hai cái bánh sau. Và chế độ tiến, nhìn hai bánh trước. Rất là thuận tiện cho các bác đi vào những dòng ngõ hẹp hoặc là những cái cung đường ngõ hẹp, một bên là vật cản, hai bên đều là vật cản, hoặc là những đường làng này kia. Mời các bác cùng trải nghiệm đi thử để khi đỗ xe này, đỗ xe khi mà ngoài cái chức năng mà ấn nút xi nhan này ra thì còn mình sẽ sử dụng cảm ứng trên màn hình. Đây là màn hình GoTech, mình sẽ cảm ứng ngay trực tiếp trên màn hình luôn. Đấy. Không cần phải xi nhan nữa và có thể nó hiện rất là thuận tiện các bác đỗ mà. Khi mà góc khuất của mình, điểm mù của mình bên phải này mình không nhìn thấy thì cam này sẽ hỗ trợ cho mình những điểm mù như thế, rất là tốt. Bác có thể đỗ sát với con xe này không vấn đề gì cả, rất là sát luôn. Bình thường thì mình nhìn như này đã thấy là sát lắm rồi, nhưng mà nhìn qua cam thì nó vẫn có khoảng cách nhất định. Nó nhất định lùi này. À. Đây là không có gương nha bác, không có gương mà em vẫn có thể lùi được một cách rất chỉ là tự tin. Mọi chi tiết liên hệ các bác lắp đặt thì liên hệ tới Nội Thất Tô Phương Đông qua hai số máy là 0985546546, 0769195555. Và kèm thêm một số phụ là 0975799333. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở video khác nhé.